cái chỗ nào đẹp đẹp cho ông chụp á. Được rồi, được rồi, được rồi. Đẹp đẹp rồi. Đồ rốt qua cho em nha. Chụp luôn hay là quay? Quay. Đồ rốt, đồ rốt qua luôn cho em nha thầy. Đẹp nó chuyển liền như có gì đâu mà. Đồ rốt chứ đừng có quay cho luôn. Quay đồ rốt á. Giờ đi Hải Giang nhanh rồi mà. Hả? Đây giờ qua Hải Giang nhanh lắm. Đi đường Hải Giang này. Hết rồi không? Hết rồi. Chào mọi người nhé. Đây là hành trình đi từ Hoài Nhơn vô tới sân vận động Quy Nhơn nên xem trận đấu giữa Topland Bình Định và Đông Á Thanh Hóa. Trước trận đấu thì theo thầy Tú thì trận đấu hôm nay sẽ như thế nào ạ? Sẽ là 2-1 như đội Bình Định. Và ai là cầu thủ ghi bàn ạ? Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài sẽ là người mở tỷ số hay là người ấn định tỷ số ạ? Ấn định tỷ số. Ok ha. Hồ Tấn Tài. Quay lấy sân vận động các đứa yêu cũng được. Không có bình lâm. Bình lâm hôm nay không có đăng ký lên sóng. Ừ, ra. Đi nữa. Này con này.
đại xăng à? Hả? Lắp đại xăng. Thank you.
chục lột luôn à. Yeah.
quốc phương, quốc phương, quốc phương. Đào cái đầu đó, nhìn cái đầu là biết ngay. Sao không được dành.